Thưa quý vị, để thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là trong kiểm soát chặt chẽ việc đi lại không cần thiết, hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng trong những ngày qua, các lực lượng chức năng huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nhất là tuần tra việc lưu thông trên các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn huyện. Công tác tuần tra lưu động kết hợp lập chốt kiểm soát trên các tuyến đường, nhất là trên tuyến quốc lộ 80 thuộc địa bàn huyện Kiên Lương cho thấy, đa số người dân đều chấp hành nghiêm theo quy định. Lưu lượng người và phương tiện giao thông trên các tuyến đường giảm hẳn so với trước. Trong những ngày đầu thực hiện chỉ thị 16, một số người dân vẫn còn chủ quan ra đường khi không thật sự cần thiết, nhất là vào ban đêm đã bị lực lượng chức năng nhắc nhở, nhiều trường hợp buộc quay trở lại. Thì đội cảnh sát giao thông công an huyện Kiên Lương cùng phối hợp với các ban ngành, công an thị trấn tuần tra trên tuyến quốc lộ 80, thì một số người dân thì chấp hành tốt, cũng có một số người dân chưa chấp hành. Như ra đường không nêu rõ lý do. Trong thời gian tới, qua quá trình thực hiện tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện trường hợp vi phạm thì chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật. Tại xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kiên Lương cũng đã thành lập các tổ tuần tra kiểm soát việc đi lại của người dân, nhất là tại các tuyến đường tiếp giáp giữa các xã thị trấn trong huyện và các huyện lân cận. Những trường hợp vi phạm lần đầu sẽ bị nhắc nhở, không cho phép di chuyển vào địa bàn. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm như ra đường không cần thiết, không có lý do chính đáng, sẽ bị xử phạt theo quy định.